Rồi, chào em. Dạ, em chào anh Phú ạ. Em chào quý cô chú anh chị trên kênh của anh Thanh Phú ạ. Hôm nay có dịp anh Phú có về Bến Tre ghé nhà vườn em. Em có một số cây kiểng xin gửi đến với cô chú anh chị xem kênh. Kính mong với cô chú anh chị xem kênh ủng hộ kênh và ủng hộ nhà vườn em ạ. Qua số Zalo là 0917370729 ạ. Dạ. Cây mã số 6 nha cô chú anh chị mình nha. Mã số 6. Dạ, mã số 6 này thì em xin giới thiệu với cho cô chú anh chị mình là một cây sam hương Indo. Sam hương Indo. Dạ. Thì tại sao mà sam hương Indo với sam hương Đài Loan thì chút nữa em cũng xin giải thích cho cô chú anh chị mình hiểu. Cây này thì nó có cái đường đường lắc rất là duyên nha. Cốt cành thì nuôi nuôi nhậu hồi nhỏ nha. Ok. Cây cành cốt rất là đẹp ạ. Cây này thì em làm nu nha cô chú anh chị mình nha. Những cái nu này là em tự làm. Nói chung ra là làm nu này là cho sau này cái cây mình nhìn nó già nó đẹp hơn. Làm tán ra cũng quá ok rồi. Dạ. Khai tán thì em làm kỹ ha. Đẹp tổng thể ha, hai mặt dạ. Luôn. Nhà mặt sau. Bệ rất là vững nha. Thế đẹp quá, cái chân này rất là khéo. Dạ. Đẹp. Xây kích tầm vừa. Rồi, cây sam hương Indo này em xin đo thông số, em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Đặc biệt cốt em, anh chị dạ. Để ý cốt. Lắc quanh cây này 50 ạ. Quanh 50. Dạ. Hệ lùng. Bệ em đo hạo cho cô chú anh chị mình nha. Bệ là 86. 86. Chiều cao của cây là 45. Cao 45. Dạ. Cây này có tán ngang là 90. Tán 90. Dạ, cây này thì em xin phép giao lưu cho cô chú anh chị mình là 14 triệu, em bao phí ship luôn chậu ạ. 14 triệu, bao ship luôn chậu. Cây này hiện tại đang nằm trong một cái chậu là 60. 45 60 ạ, 45 60 kích thước chậu. Như hồi nãy em có nói là tại sao mà nó là Indo hoặc là Đài Loan thì cô chú anh chị mình nhìn kỹ anh Phú cho máy quay lại em. Cái lá của Indo á là cái đầu lá nó có gai nha cô chú chị mình, nó có những cái găng nhỏ nha. Còn của Đài Loan thì là lá nó tròn, nó không có, nó tròn là không có gai. Dạ, dạ đúng rồi, là anh em nhà vườn là phân biệt cái dòng lá nó là như vậy. Đúng rồi, là cây Đài Loan với cây Indo. Đó là cây này là cây Indo Gin nha cô chú chị mình nha, chứ không có ghép. Dạ. Còn những cái này thì nhà vườn em xử lý keo. Keo thì của nhà vườn em làm ra là xử lý để cho cái cây mình nó để có tên thị trường không em? Dạ không anh. Keo này này. Dạ không anh. À. Dạ. Rồi nếu anh chị em có nhu cầu thì mình có thể là có cung cấp được không? Dạ thì có nhu cầu thì em sẽ liên hệ qua số Zalo em thì em tư vấn em cung cấp cho. Rồi ok. Dạ. Nè anh thấy cái mặt sẹo cuốn rất là lẹ. Rất là hay ha. Dạ, cuốn rất là mạnh nha. Nó là xử lý về sâm hương với nguyệt quế, mai dương thủy, tất cả các dòng cây. Tất cả các dòng cây. Dạ. Ok, quá tuyệt vời. Rồi em xin phép qua cây mã số 6. Em xin giới thiệu với cô chú anh chị mình mã số 7 là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn ạ. Mã số 7, một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Dạ, cây này thì nói chung ra là đường thân đồ cốt cành đồ rất là già nha. Cây này vàng xương dâm em nuôi đang trong quá trình lên san hô cây ạ. Ra tán cũng quá đẹp rồi ha. Dạ. Cây này thì sẹo liền hết rồi nha cô chú anh chị mình. Cũng là chất chơi rồi. Dạ. Vàng đế rất là đẹp. Tán ok, bắt đầu ra lọc non. Dạ. Dạ. Cây có cây gọng lắc. Khéo quá. Có cành năm cũng viên cây theo đồ của mình tích hết rồi. Đây, ok hết. Thì cây này là cây mai chiến thủy da đen lá lớn, cây này là cây tầm trung nha cô chú anh chị mình nha, nó thuộc loại tầm trung đấy thì thôi quá tuyệt vời rồi. Dạ
riêng về cốt có những cái đoạn co lắc và già cây đổ nu, xương rậm dày, đẹp, đáng để anh chị em mình sưu tầm. Rồi mình chia sẻ kích thước em. Dạ. Thì em ơi xin đo thông số cho cô chú anh chị mình ạ. Đầu tiên thì em đo hoành tổng thể ở đây là được 44 ạ. 44. Hoành đế thì 75. Đế 75. Dạ, em đo cái cổ cổ của cây này là được 30. 30. Chiều cao của cây là 46. Cao 46. Tàn ngang của cây là 68 ạ. Tàn 68. Dạ, cây mai chứng thủy được nằm đang nằm trong chậu là 42. 32. 42, 32. Dạ, chậu tàu luôn ạ. Thì cây này em xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 14 triệu. Em bao gồm phí ship luôn chậu ạ. 14 triệu, bao ship luôn chậu. Dạ. Thì cây thì nói chung ra nó nằm trong chậu này lâu lắm rồi. Thì cái chậu này nó hơi mẻ tí xíu thì cô chú anh chị mình thông cảm nha. Nó là chậu tàu nhưng mà nó hơi mẻ miệng chút xíu. Có sao em báo vậy để cô chú anh chị mình tham khảo cho nó dễ. Rồi, ok. Dạ, rồi em xin phép qua mã số 7. Dạ, mã số 8. Em xin giới thiệu với cô chú anh chị mình là một cây trà Phúc Kiến nha. Trà Phúc Kiến. Dạ, anh em thì ở ngoài miền Bắc thì anh em gọi là trà Phúc Kiến. Còn miền Nam của em gọi là cây bùm sụm ạ. Cây này thì nó mình chơi cái dàn lá cũng đẹp, chơi hoa chơi quả cũng đẹp luôn nha cô chú anh chị nha. Đặc biệt trà Phúc Kiến này thì dàn lá rất là bóng, rất là xanh. Cây trà Phúc Kiến kiếm những được cái cây như bệ đặc như cây này thì trái quanh năm ha, em thấy hơi khó. Đúng rồi. Dạ. Riêng về cốt ha. Dạ đúng rồi. Nhưng về cốt này thì trái thì thôi chứ hoa trái quanh năm, đặc biệt là bệ. Hàng này thì em cũng thật sự nói bệ trà Phúc Kiến cỡ này thì không có nhà vườn nào mà nuôi hết nên chị em chỉ có khai thác mới có thôi. Đúng rồi. Dạ, mới có khai thác về mới có được những cái bệ to này thôi. Dạ. Để em Phú anh quay cái bệ cho cô chú anh chị mình xem. Wow, bệ đúng thật sự là nó thường là nó một cốt. Dạ. Ít khi mà nó có một cái bệ nở mà to như thế này. Dạ. Đặc biệt là hệ lùng và dạ, xây dựng lâu. Tất cả càng chốt, tay cành, xương râm đều ok hết rồi. Dòng này thì hoa trái liên tục. Nó là hoa trái nó âm liên tục luôn á cô chú anh chị. Cây này thì nói về mà chơi hoa chơi trái là khỏi nói. Dòng bệ khá là okay, đẹp. Đã chỉnh chu một chiếc chậu nữa rồi, tuyệt vời. Rồi, em xin phép đo thông số báo giá cho cô chú anh chị mình cây chậu Phúc Kiến này ạ. Tổng dàn bệ là 74 ạ. 74. Chiều cao là 50. Cao 50. Tán ngang của cây là 78 ạ. Tán 78. Dạ, hiện tại cây đang nằm trong một cái chậu là 50. 39 ạ. 39, 50. Dạ. Thì cây trà Phúc Kiến này em xin giao lưu giá cho cô chú anh chị mình là 14 triệu. Em bao gồm phí ship luôn chậu ạ. 14 triệu, bao dạ, ship luôn chậu. Cái dàn cốt thì nó rất là to nha cô chú anh chị mình nha. Để em hạo một cái dàn cốt cho cô chú anh chị mình nắm. Và dàn cốt nhỏ nhất đi ha cô chú anh chị mình. Cái cốt nhỏ nhất hiện tại bây giờ của cây là 14 anh. 14. Dạ. Dạ, cực kỳ già. Dạ. Dạ, tiếp tục em xin giới thiệu mã số 9 nha cô chú anh chị mình nha. Mã số 9. Dạ, mã số 9 này là một cây mai chiếu thủy nu gò công. Mai chiếu thủy nu gò công. Dạ, cây này trực lắc dáng phong tranh rất là đẹp nha. À, cây này thì nói sẹo đồ liền tiết hết nha cô chú. Ok hết rồi ha. Dạ, ok hết. Cây này rất là già. Cây này là chỉ giờ mình chỉ dỗ cái dàn xương xương dâm nó lên cho nó như dạng ấm lên nữa là ok nha. Em đang thúc cái dàn xương dâm lên ạ. Dàn cốt, tay cành cốt rồi là xong hết rồi. Là nó hoàn thiện 80% rồi. Được trải tán đều.
xương ghê quá không? Dạ. Đẹp và hai mặt mà. Dáng siêu, dáng phong tranh rất là đẹp nha cô chú anh chị mình nha. Cái cục nu đẹp em quá không? Dạ. Nu gò cong. Ừ. Đã vào đế chậu rồi. Dạ, đẹp đế rất là vững nha. Ừ. Chậu này cũng là chậu tàu luôn nha cô chú anh chị mình. Đây anh chị em sở hữu về chỉ ngắm chơi thôi. Nó ra form hết rồi mà. Dạ. Đẹp, đặc biệt là bộ cốt dắp đế rất là đẹp nha cô chú đế chị. Trải nha. Già cây ha. À, cây này già lắm nha, cốt nhạo hồi nhỏ. Ừ. Nuôi vàng cốt cũng hơi lắm. Ừ, tương đối. Dạ cây. Dạ. Chúng đi vào chế độ chơi. Dạ. Tương đối. Rồi em xin xin phép đo thông số và báo giá cây mã số 9 cho cô chú anh chị mình ạ. Hoành là 43. Hoành 43. Hoành đế là 62. Đế 62. Chiều cao của cây em đo được là 52 ạ. Cao 52. Tán ngang của cây là 94. Tán 94. Dạ. À, cây này thì hiện tại đang nằm trong chậu của nó là 40-60 ạ. 40-60. Dạ. Cây mã số 9 nu gò cong. Mai chú thủy nu gò cong này em xin phép được giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 15 triệu, em bao gồm phí ship luôn chậu ạ. 15 triệu bao ship luôn chậu. Dạ. Cây rất là khéo cây nha cô chú anh chị mình nha. Cô chú anh chị mình nhìn kỹ cái cây này là nhìn rất là khéo. À, nó dáng phong tranh nhìn nó rất là thiên nhiên. Đẹp. Dạ. Thì cây này ví dụ như hợp duyên hữu duyên với anh cô chú anh chị nào á, mình về là chỉ tắm rửa chơi nó thôi chứ không có còn làm gì thêm ạ. Đúng chỉ rồi. Mình cắt giật xương dâm nó cho nó ấm lên nữa là ok. Dạ. Dạ, tiếp tục mã số 10. Mã số 10 thì em xin giới thiệu với cô chú anh chị mình là một cây linh sam song hình lá gí nha. Mã số 10 linh. Dạ. Sam song hình lá gí. À, cây này là bông siêu sao khỏi nói, bông rất là nhiều nha. Trong này dạ. Xiên bông ha. Dạ đúng rồi. Bồ tán này quá ok bồ tán. Dạ cây này thì em làm theo lối tán này cây Indo ạ. Cây phom thiên nhiên. Phom thiên nhiên. Dạ, dáng nước ngoài ạ. Có cách cũng khéo nè. Cây này vàng cốt thì khỏi nói. Vàng cốt cây này rất là già, rất là đẹp. Tay làm ok hết rồi ha. Dạ. Cây này đế vững chãi bốn mặt luôn nha cô chú anh chị mình nha. Này mà lúc phun hoa nữa thì thôi ha. Dạ đúng rồi. Cây em làm theo lối thiên nhiên. Nhìn đúng rất là hay. Chị em để ý cái vần tay vậy. Dạ. Quá mê vần tay không? Vần tay vần cốt cây này thôi khỏi nói. Già lắm rồi. Chỉnh chu một chiếc chậu nữa rồi. Dạ đúng rồi. Nó đang nằm trong một chiếc chậu tàu. Đẹp. Rồi mình chia sẻ kích thước em. Dạ em xin đo kích thước cây cho cô chú anh chị mình ạ. Hoành của cây là 47 ạ. 47. Dạ. Hoành đế của cây em đo được là 74. 74 hoành đế. Chiều cao của cây em đo được là 50. Cao 50. Tán ngang là 1m05 ạ. Tán 1m05. Dạ. Thì cây này em xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là 25 triệu. Em bao gồm phí ship luôn chậu ạ. 25 triệu bao ship luôn chậu. Dạ. Ok, quá đẹp. Và tác phẩm linh sao phun tán. Dạ, mã số 11 này em xin giới thiệu với cô chú anh chị mình là một cây nguyệt quế lá nhỏ hoa chùm.
một tác phẩm nguyệt quế, lá nhỏ, lá nhỏ hoa chùm. Dạ. Nó là lá nhỏ siêu hoa luôn anh, trồng xiên hoa. Dạ. Hoa đẹp rồi ha, chỉnh chu hết rồi, cái chế độ chơi thôi. Đúng rồi anh, đặc biệt lá này quá đẹp, bộ lá cái này đang phun lá, đang phun đọt non, đẹp tuyệt vời, cây già lắm nha cô chú anh chị mình. Tuyệt vời không? Trước tiên bộ tán này, sau đó phần cốt, phần đế thì cũng hệ lung lực ha. Dạ. Đây cốt, miệng xương này, miệng tay, ok hết, tuyệt vời hết. Đấy, tuyệt vời không? À, cái dòng lá nhỏ này nuôi nó như dạng nó sai hoa lắm anh, lá hoa xíu nó sai. Dạ, lá nhỏ xíu à, lá nhĩ nhừ. Cây này nuôi cốt cành cũng lâu lắm rồi, giờ buông dây lược luôn rồi đó anh. Đúng rồi, thành phẩm rồi đó, mà tại vì nói chung ra là em chưa có thời gian em buông dây ra. Ừ. Phải, mình phải buông từ 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 cho nó nhỏ như lá sam luôn. Dạ, bé xíu thôi, nhìn mê đó. Cốt to hệ lùng. Em tiến hành em đo thông số cho cô chú anh chị mình ạ. Hoành cây này là 55 anh. 55 hoành. Hoành đế là 83. Đế 83. Chiều cao của cây em đo được là 58 ạ. Cao 58. Tán ngang cây này em đo được là 93. Tán 93. Dạ. Hiện tại cây này là đang nằm trong chậu là 60. 40 60 ạ. Chậu 40 60. Dạ. Cây này thì em xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là 35 triệu. Em bao gồm phí ship luôn chậu ạ. 35 triệu bao ship luôn chậu. Dạ. Một tác phẩm đáng để anh chị em mình là siêu tầm. Dạ, tiếp tục của em là một cây mã số 4 nha cô chú anh chị mình nha. Mã số 4 này là một cây mai chú thủy nu gò công à. Mai chú thủy nu gò công. Dạ, cây này thì cây dáng trực lắc nha, có cành gớt xuống à. Trực lắc. Cây này thì em mới như dạng là chỉnh sửa dây lại cho cây được mềm mại hơn à. Cốt thì rất là to. Ok, bộ cốt quá ha. Dạ. Cây này thì liền sẹo hết luôn ạ. Rồi các cái chốt tay đẹp quá. Chốt tay này là chốt tay nuôi nhạo ra chứ không phải là chốt ăn gian ạ. Đúng rồi. Đẹp tuyệt vời không? Có đế luôn ha. Dạ, cây này đế. Thân thì tuyệt vời rồi. Dạ, nu nu nu. Liền lạc hết rồi. Dạ. Rồi bứt lá ra nữa là ngắm cây thôi. Dạ đúng rồi, cây này thì chờ ra lọc non thôi ạ. Chứ cây này em vô dây em định hình em làm lại cho nó mềm mại cây hơn. Rồi em xin phép đo thông số cây mã số 4, cây mai yến thủy này cho cô chú anh chị mình ạ. Hoành là 20 ạ. Hoành là 20. Dạ. Chiều cao của cây là 59. Cao 59. Tán ngang của cây là 62. Tán 62. Dạ, cây này thì em xin phép giao lưu giá cho cô chú anh chị mình là 2,7 triệu. Em bao phí ship luôn chậu ạ. 2,7 triệu bao ship luôn chậu. Dạ. Trong lúc cô chú anh chị mình xem clip, thấy cây nào hợp nhãn ủng hộ nhà vườn em ạ. Đừng ngại nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ kênh của anh Thành Phú nha cô chú anh chị mình nha. Rồi ok. Dạ. Rồi em xin qua cây số 5 ạ. Dạ. Tiếp tục là mã số 13 nha cô chú anh chị mình nha. Mã số 13. Dạ, mã 13 thì cây nó to quá. Một mình em bê vô không nổi. Thì em để ngoài vườn, em quay nhờ anh Phú quay để cho cô chú anh chị mình tham khảo cho nó dễ. Cây này to quý vị. Dạ. Mã số 13 này là một cây linh sam song hình. Linh sam song hình trinh. Dạ.
Cây này thì em được làm như dạng chi tiết, chi tiết kỹ lại rất là kỹ rồi ha. Dạ, nói chung ra là em lọc chi đồ lại hết rồi anh, làm rất là kỹ cây. Giờ chỉ về anh em chỉ form cái mâm mình chơi thôi. Đúng rồi, bệ đế đồ cây cốt cành ok hết. Xây này to nên anh chị em mình thông cảm ha. Thành phố sẽ cố gắng chi tiết kỹ từng phần để anh chị em mình xem cho nó rõ hơn. Đấy, dàn tay dàn cốt cành dàn ok hết, cốt nó to cỡ cầm tay em. Rất là to. Độ già thì khỏi nói rồi, vì nuôi đến tầm này thì quá rồi, đuổi một cái máy cũng như một cái tán rất là tuyệt vời. Từ những góc nhìn hai mặt rất là đẹp. Anh Túc nên phú cho cái máy đi rất là yên tâm nhìn cái vấn đề này. Đây, cái cần này là cái cần nuôi nhạo, cái cần này từ đây ra ngoài giót luôn nha. Đúng rồi, giót ngọn đi ra luôn, giót đi ra luôn. Cái cần của nó ngày xưa là tới đây. Đúng rồi, như dạng là cốt này nè, là ngày xưa là ở đây rồi bắt đầu em nuôi dẫn ra từ đây ra ngoài đó luôn. Ok hết ha. Cây này em nuôi khoảng tầm 13-14 năm rồi. 13-14 năm rồi. Dạ, quá trình ha, mất khá nhiều thời gian để xây dựng một tác phẩm đẹp đưa đến anh chị em mình để giao lưu và chiêm ngưỡng về vẻ đẹp. À, còn cổ ngọn này nè, cổ ngọn này là nè, cô chú anh chị thấy cái mặt cắt này nè, là ngày xưa là cổ ngọn này nằm ngay đây. Đó là em nuôi từ ngay khúc này nuôi lên vót từ chỗ này lên. Đó là cây, là cốt này cốt nuôi chứ không phải là cốt cốt mình như dạng là mình lợi dụng đó, mình không có tận dụng cái cốt đó được, vót hết lên trời. Dạ, cái tác phẩm phải nói là quá tuyệt vời, để mất khá nhiều thời gian mà xây dựng. Thì đấy, xây dựng đến mức độ này là cũng lâu lắm rồi, bây giờ là chỉ còn có mình xây dựng thêm cái xương dâm nó lên nữa là rầm ha. Dạ ok. Dạ rồi, về kích thước đi. Dạ thì về kích thước cái này thì em đo, xin đo thông số em báo cho cô chú anh chị mình được nắm. Hoành ở đây là 52. Dạ, bệ của cây là 88 ạ. 88 hoành bệ. Bệ là em đo, là đo sát cổ bệ luôn nha. Chiều cao của cây là 69 ạ. Cao 69. Dạ, cái tán ngang từ cái ngọn này đi, em tính từ cái ngọn này đổ chủ xuống. Dạ, ngọn chủ đổ xuống là 1m3 nha. 1m3. Dạ, còn mà từ qua đây mà đổ qua luôn là chắc tầm khoảng là 1m7 anh. Đúng rồi, 1m7 á. Này thước anh để vô cho cô chú anh chị mình đấy, xem. Đó là còn dư một khúc. Quá wow. Không. Dạ, thì cây này thì em xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là 60 triệu, em bao gồm phí ship luôn chậu ạ. 60 triệu bao ship luôn chậu. Dạ, tác phẩm linh sam quá đẹp, để anh chị em mình sưu tập. Rồi thì em xin cô chú anh chị mình thấy hợp nhãn thì cứ liên hệ qua số Zalo của em nha, là 0917370729 ạ. Thì bây giờ tiếp tục em nhờ anh Phú quay máy qua cây mã số 14. Mã số 14 cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn ạ. Rồi ok. Dạ, mã số 14 ở đây của em là một cây cần thăng. Một cây cần thăng. Dạ, cần cù thăng tiến. Thì cây này thì em cũng làm chi tiết xé mâm ra cho cô chú anh chị mình luôn rồi. Nói chung ra nó rất là kỹ rồi, phân tán ra kỹ rồi cô chú anh chị mình. Cũng thuộc hàng xây to ha. Dạ, cây này cũng to lắm anh. Cây này nằm chậu này là 60-80 ạ. Chậu 60-80. Dạ. Cây này tập hợp cần thăng, có bộ tàn rất là đẹp, khá là dày mịn rồi. Dạ, chút nữa anh Phú ghi cái máy vô trong dàn cốt cho cô chú anh chị mình tham khảo. Đây, cây nó đã già và lên cốm rồi. Lên cốm rồi. Dạ, bởi rất là già. Bởi cây cần thăng này thì nó hai mặt bệ rất là vững. Để Thanh Phú đi qua mặt sau ha. Ok hết. Những cây này thì đáng để cho cô chú anh chị mình sưu tầm về để trên một cái vườn của mình nha.
cô chú anh chị mình còn thiếu cây cần thân để trong vườn mình thì cứ liên hệ em ạ. Tán thì thôi ok, già rồi. Cây này già lắm. Già mà mịn cây lắm anh. Đây, thành phố đi một vòng rồi. Khá là ok về tác phẩm này. Chung là rất là dày tán. Dàn tay cành. Nuôi tương đối khá ok hết. Đây, anh chị mình xem ha. Còn về cốt nữa ha. Đẹp cốt. Rồi, ok em. Mình chia sẻ về kích thước. Dạ, em xin chia sẻ kích thước cái cây này ạ. Thì cái cây này em đo hoành ngay dây ở đây của em là 82. 82, hoành ngay thước. Dạ. Bể đế của cây này em đo được là 1m15. Đế là 1m15. À. Chiều cao em đo từ mặt chậu lên là 92. Cao là 92. Tán ngang cây này là 1m4. Tán là 1m4. Nó là 1m45 á, nhưng mà em lấy 1m4. Lấy 1m4. Dạ, cho nó dễ. Thì cây này em xin giao lưu giá cho cô chú anh chị mình là 38 triệu. Em bao gồm phí ship cả chậu ạ. 38 triệu, bao ship luôn chậu. Dạ, thì trong quá trình quay cây thì cây này nó có một cái mặt cắt ở đây. Nhưng mà mặt cắt thì nó đang cuốn theo cây cao tiền thì em xin chia sẻ luôn ha. Dạ, chia sẻ để cho anh em mình ngắm. Đây, nó dạ. Đang kéo xẻo, dạ, tốt cũng rất là tốt ạ. Dạ, chỉ có một mặt cắt duy nhất này thôi, mặt cắt xử lý ngày xưa để em làm như dạng da cây lùn gọi là nói, cá cốt ha. Dạ. Nói về mà cái cây hoành 80 mà mặt cắt thì chỉ bằng ba ngón tay em hơn. Khá là xíu. Nhỏ này. Nhỏ thôi chứ không có to đâu. Là kéo xẻo rất tốt. Dạ. Rồi, ok em. Quá tuyệt vời. Dạ thì mã số 15 thì qua mã số 15 thì em xin vào lại trong phòng tại vì cái mã số 15 nó nhỏ. Em ngưng nói. Rồi ok em. Dạ, em xin qua.